Thưa quý vị, có lẽ một cái tên mà nhiều khán giả trẻ cũng rất là quen thuộc Bùi Xuân Huấn hay còn được cộng đồng mạng gọi là Huấn Hoa Hồng đang bị đề nghị xử lý hành vi cắt ghép hình ảnh bão lũ miền Trung trên trang Facebook cá nhân của mình. Trước đó thì trên trang cá nhân, Huấn Hoa Hồng đã đăng tải bức ảnh cắt ghép Bùi Xuân Huấn đi hỗ trợ nhân dân vùng lũ miền Trung. Hình ảnh đăng tải trên Facebook cá nhân của Huấn Hoa Hồng được cho là cắt từ chương trình thời sự VTV24 tối ngày 17 tháng 10, sau đó ghép hình ảnh Bùi Xuân Huấn tức Huấn Hoa Hồng trao quà từ thiện. Trong tuần này, thì VTV24 sẽ phối hợp cùng với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng một số đơn vị và cuộc xác minh làm rõ để xử lý cá nhân, tổ chức, đăng tải hình ảnh sai sự thật nói trên. Trước đó, đầu tháng 7 năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cũng đã xử phạt bùi xuống huống 17,5 triệu đồng sau khi xác định đối tượng này biên tập xuất bản hai cuốn để nhất kiếm tiền và bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định của nhà xuất bản.